Hi, xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách đăng ký cái tài khoản Upluvin. Nếu mà các bạn nào đã theo dõi cái kênh Cook Media thì trước đây mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo một cái tài khoản Upluvin và xác minh đăng ký. Thì Upluvin hiện tại nó đã thay đổi và nó cập nhật rất là nhiều. Nó không còn sử dụng cái số điện thoại để verify nữa. Thì hôm nay các bạn theo dõi cái video của mình để các bạn sẽ xem cái cách mình đăng ký cái tài khoản Upluvin như thế nào một cách nhanh nhất. Bây giờ các bạn vào Google và các bạn search là Upluvin để các bạn mở ra một cái trang home của Upluvin. Rồi sau đó là các bạn kéo xuống dưới và các bạn chọn cho mình là cái logo cái Upluvin như thế này này ha. Đây, các bạn click vào và mở ra. Rồi, thì trong cái trang home của Upluvin, các bạn chọn sign up để đăng ký một tài khoản mới. Thì trong cái phần đăng ký tài khoản mới này thì full name thì các bạn gọi cho mình là cái tên đầy đủ của các bạn ha. Có thể tên chính xác ở trên chính chủ của mình được ha. Rồi sau đó là các bạn nhập email vào cái company thì các bạn có thể đăng ký cái tên developer name của mình hoặc là một cái brand nào đấy của các bạn ha. Website thì các bạn có thể là gọi một cái website ảo gì đấy vào ở trong cái phần này cũng được, ví dụ như mình gọi là mybcstudio.com đấy. Trong phần my location thì các bạn đi vào là location Việt Nam của mình ha. Set up password thì các bạn set up cái password nào đó cho nó cao. Rồi thì các bạn có thể là chọn friend hoặc là chọn block from social ha. Rồi sau đó các bạn click tôi không phải là người máy. Trong phần này thì các bạn tích sẽ hết tất cả những cái hình ảnh này để xác minh. Ok. Rồi sau đó các bạn chọn create account. Các bạn lưu bắt buộc cũng được hoặc không được. Rồi ok, trong phần này thì các bạn sẽ nhớ là vào trong cái email của mình để check lại cái mail để nhận cái mã code để verify. Ở trong phần này mình sẽ copy cái mã code nó gửi về email và mình dán vào đây và mình click vào verify xác minh rồi nào. Rồi ok, mình chọn verify nhé. Sau khi verify đã xong thì đến bước này là bước xác minh hai lớp. Thường thì trước kia nó xác minh bằng số điện thoại nhưng mà đây giờ là xác minh bằng authentication app này. Thì bây giờ các bạn tạo ra một cái file test nha. Các bạn lưu lại cái mã code này trước đã. Cái mã code này khá là quan trọng để sau này các bạn nhớ nhận cái code authentication này về này. Thì bây giờ các bạn lên trên Google á. Các bạn mở Google lên, các bạn search là 2FA, 2FA Lite ha, 2FA Lite. Và các bạn tích chọn với cái domain là 2FA.Lite này nè. Đấy, thì cái site này thì thay vì các bạn sử dụng một cái app Authent của Google ở trên điện thoại, nhưng mà mình có thể là sử dụng cái này cho nó nhanh. Rồi các bạn dán cái mã code này vào, các bạn chọn Submit. Và các bạn copy những cái số phía đuôi cuối sau đó các bạn dán vào ha. Đấy, dán vào đây để verify code và AT. Rồi các bạn nhớ backup cái mã code này vào luôn để sau này mình có thể là phục hồi lại tài khoản cho nó dễ dàng ha. Đó, các bạn Ctrl V ở đây ha. Rồi xong rồi thì các bạn chọn là continue to dashboard. Ok, vậy là đấy, thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn từng bước để đăng ký xong một cái tài khoản Upluvin mà không cần sử dụng một cái điện thoại để verify. Thì bây giờ các bạn theo từng từ các bạn tạo ra một cái unit gọi là đơn vị quảng cáo ha, chọn Android rồi chọn cái backlist name này, sau đó chọn Chris ha. Rồi các bạn chọn continue. Rồi continue cứ tiếp tục chọn continue ha. Thì cái phần tạo unit này thì nó hơi dài dòng một xíu nhưng mà các bạn cứ chọn continue và complete là xong.
Đấy, thì như vậy là mình đã đăng ký xong cái tài khoản Upload. Hy vọng các bạn sẽ hữu ích trong cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cúc Media và đón chờ những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn.